Đó là một bé gái 14 tuổi, chưa có quan hệ tình dục. Tuy nhiên bị sùi màu gà toàn bộ ngoài âm hộ, rất to, phải dùng từ toàn bộ ngoài âm hộ, chỉ vì một lý do duy nhất. Trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi có một cái trường hợp mà sau đó thì chúng tôi cũng thấy là rất là đau lòng. Đó là một bé gái 14 tuổi, chưa có quan hệ tình dục. Tuy nhiên bị sùi màu gà toàn bộ ngoài âm hộ, rất to, phải dùng từ toàn bộ ngoài âm hộ, chỉ vì một lý do duy nhất là cháu gái là có mặc quần lót chung với mẹ và mẹ bị sùi màu gà. Và khi mà mẹ phát hiện ra con bị thì mới đi khám lại cho bản thân mình, thì thấy mình cũng là người bị và mình là người nguồn lây cho con. Mặc dù là người mẹ do kháng thể tốt, cũng có thể là do cơ địa, thành ra các cái vị trí về sùi tuy là nhiều nhưng vẫn chưa bằng được với cả bé gái đó. Đấy là một cái khuyến cáo, và đấy là một cái trường hợp mà các bác sĩ của chúng tôi khi mà được thăm khám và cảm giác thấy vô cùng đau lòng cho cháu. Và sau đó thì cháu phải điều trị tương đối lâu thì mới dứt điểm được tất cả những cái tổ chức sùi màu gà này. Cháu là 14 tuổi và cháu cũng rất là bỡ ngỡ, rất là lo lắng khi mà biết mình mắc một cái bệnh lý. Tất nhiên cháu không hiểu là nó là cái gì, nhưng sau khi mà giải thích rằng là đây là một cái bệnh lý cũng không có gì đáng ngại, tuy nhiên là sẽ cần điều trị. Và chúng tôi đã tiến hành đốt điện các cái tổ chức sùi màu gà, và tất nhiên là sẽ giảm đau cho cháu tối đa, cháu cũng không có cảm giác gì. Sau đó thì 2 tuần sau thì chúng tôi có kiểm tra lại và cần đốt lại một lần thứ hai, bởi vì nó có một vài chỗ bị tái phát. Và sau lần đốt thứ hai thì đã điều trị khỏi hoàn toàn cho cháu, và cháu đã quay trở lại với cả công việc học tập, tuy rằng là có bị ảnh hưởng một chút về tâm lý lo lắng và có một gì đó rất là ái ngại khi mà nghĩ rằng là mình có cái bệnh lý liên quan đến bộ phận sinh dục.